Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây là chiếc iPhone 6S. Và đây là chiếc điện thoại mà đến thời điểm hiện tại thì không biết còn nhiều người sử dụng hay không. Và không biết còn anh em nào đang theo dõi video này sử dụng hay không. Dần dần thì có thể là nó đã đi vào dĩ vãng, đi vào huyền thoại rồi. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một trong những chiếc điện thoại giá rẻ, mình đánh giá khá là ok. Đó, khá là ok ở điểm nào thì sắp tới mình sẽ có một cái video chia sẻ. Trong cái năm đầu năm 2023 này thì anh em còn nên mua chiếc điện thoại hay không, và những người nào thì nên mua và nên sử dụng nhá. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm tựa game Liên Quân Mobile để xem hiệu năng của nó ở thời điểm hiện tại nó sẽ như thế nào. Ra mắt vào năm 2015, đến thời điểm hiện tại là đã 7 sang năm thứ 7 rồi, 7 năm rồi, 7 năm sang năm thứ 8 rồi. Đấy, và không biết rằng ở thời điểm hiện tại thì con chip Apple A9 nó còn chơi tốt hay không. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào việc nhé. Rồi, chiếc iPhone 6S trên tay mình đây đang là cái phiên bản quốc tế. Và đây là bộ nhớ trong 64GB đang ở iOS 15.6.1 nhé. Rồi, và chiếc điện thoại iPhone 6S thì giá ở trên thị trường thời điểm hiện tại nó sẽ loanh quanh dao động khoảng hơn triệu thôi. Cụ thể là rơi vào khoảng 1.7 triệu cho đến 1.9 triệu gì đó, tức là chưa đến 2 triệu đâu. Đó, đây là phiên bản 64GB. Và mức giá này thì nó cũng tùy nơi bán, tùy hệ thống, tùy cửa hàng người ta bán mức giá khác nhau và tình trạng máy nhá. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ sâu điểm AUTO để anh em có thể tiện theo dõi. 246.770 điểm với CPU 73.060 điểm, GPU sẽ là 74.668 điểm. RAM, bộ nhớ sẽ là 43.950 điểm và phần mềm sẽ là 55.092 điểm. Đây là một số điểm không hề tồi đúng không anh em? Nếu như mình không nhầm thì chiếc Redmi Note 11 là 270.000 điểm, khoảng 270.000 điểm. Thì ở đây chúng ta sẽ có 246.000 điểm, như vậy là cũng hiệu năng cũng khá là mạnh chứ đúng không anh em? Rồi, viên pin của chiếc điện thoại này thì mình đã phải thay mới. Và tất nhiên iPhone 6S thời điểm hiện tại thì không thể nào mà sử dụng một chiếc điện thoại mà pin nó còn nguyên bản nữa. Bởi vì là pin vốn dĩ nó đã yếu rồi, mà khi mà chúng ta sử dụng những viên pin ví dụ là 6 mấy hoặc 7 mấy phần trăm dung lượng tối đa thì nó sẽ rất là yếu đúng không anh em? Không thể đáp ứng được cái thời gian sử dụng hàng ngày. Đầu tiên thì mình sẽ đo cái nhiệt độ ban đầu của chiếc điện thoại này. 27 này, 26 độ này. Rồi ok, dao động ở mức 26 cho đến 27 độ nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào tựa game Liên Quân Mobile nhé. Ok, và như vậy là mình đã vào trong tựa game Liên Quân Mobile. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong phần cài đặt này. Các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có thể mức cài đặt là gì ạ? Chất lượng hình ảnh là HD. À xin lỗi các bạn, chất lượng hình ảnh chỉ cao thôi, độ chất lượng chi tiết là cao. Đấy, ở đây thì mình sẽ bật FPS mà, chúng ta sẽ bật FPS cao này. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ hạ xuống cái mức trung bình thôi. À đây, mức thấp này. Ở chất lượng chi tiết mình sẽ để mức trung bình nhá. Đấy, mình sẽ để mức cài đặt như này để xem là nó sẽ chơi tốt hay không. Chứ còn cái việc mà max setting thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không phù hợp ở cái thời điểm này nữa với chiếc điện thoại iPhone 6S. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vào trong trận đấu nhá. FPS thì mình vẫn sẽ để mức cao. Đấy, FPS vẫn sẽ mức cao nhá. Đó, tóm lại là mình sẽ để ở cái mức mình lấy được cái chuyển động 60 FPS ok là được thôi. Rồi, bắt đầu trận đấu. Mức sáng thì mình đang để gần max này, mình sẽ hạ xuống một chút nha, hạ xuống một chút. Đấy. Rồi, mình đang chơi bằng Wi-Fi. Bắt đầu trận đấu. Ok, và như vậy là mình đã vào trong tựa game Liên Quân Mobile. Rồi, ở đây thì mình đang chơi cái vị tướng Chrissy đang chơi bướm. Rồi, cái mức độ chi tiết thấp thì nó sẽ tạo cho chúng ta cái cảm giác nó chơi nó không đã. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ rằng nó không quan trọng đâu. Dù sao thì chúng ta chỉ cần cái chuyển động ok là được cô. Ok à. Sao đang bùa của nhau thế? Các bạn có thể theo dõi cái FPS ở phía bên góc phải màn hình giúp mình nhé. Rồi FPS thì mình đang thấy là nó dao động từ 58 cho đến 59.
Rồi đến thời điểm hiện tại là mới sang phút thứ hai thôi, nhưng mà cái phần tay sau này, phía tay của mình đây đang trở nên khá là nóng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là nó đang ảnh hưởng từ cái việc gọi là cấu hình nó yếu, cấu hình nó thấp, mà chúng ta đang phải chơi một cái tựa game nó cũng không còn phải là quá nhẹ, nó không phải nhẹ như ngày xưa nữa. Bây giờ là một tựa game cũng tương đối nặng rồi anh em ạ, mà đây là dữ liệu mình chưa tải full nhá. Mình mới chỉ tải những cái dữ liệu của sự kiện, dữ liệu của sảnh thôi. Chứ còn dữ liệu full mình chưa tải, và mình cũng xác định là mình không tải vì bộ nhớ trong của nó là 64GB. Thứ hai là máy nó yếu thì các bạn cũng xác định là tải ở cái mức tương đối thôi. Còn cái trang phục các thứ thì chúng ta không nên đòi hỏi quá cao. Lúc phải tải full dữ liệu rồi nó lại lag rồi các thứ, nó chưa kể cộng với cái mạng xã hội nữa thì nó sẽ khá là khó. Với chiếc điện thoại iPhone 6S, chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại mức giá rất là rẻ ở thời điểm hiện tại, mà nó hiệu năng của nó mình nghĩ rằng nó vẫn khá là ổn, nó không yếu như iPhone 6 hay là nó không bị lỗi như iPhone 6 Plus. 6S là một trong những điện thoại rất là bền, rất là lành, nhưng mà lại ít người sử dụng. Cũng đơn giản chỉ là vì sao? Vì nó bé thôi. Bé thứ hai là pin nó yếu thì người ta sẽ chọn, chúng ta sẽ chọn diện 6S Plus hơn, đúng không? Đó là cái điều tất yếu mà rất là dễ hiểu, ai cũng có thể thấy được rồi. Kéo. Rồi FPS thì đang khá là ổn định nha anh em. Nó dao động ở mức 5960, nhưng mà đây là thứ nhất là mình để cài đặt thấp, thứ hai là ở đầu game thôi. Xíu nữa khi mà chúng ta đến cái giai đoạn cuối game thì nó sẽ giật lag hơn, mình không biết là nó có xảy ra hay không. Đấy, nó cũng tùy vào cái iOS, tùy vào cái phiên bản mình cài đặt nữa. Tùy vào cái mức độ mình cài đặt nữa, chính xác là như vậy. Một pha solo giữa mình và Aaron anh em ạ. Rồi FPS các bạn thấy là lên đến 62, 58, 58, 60, 62 đúng không ạ? Khá là cao. Đấy, các bạn để ý cái phần thiết lập này thì mình đang để FPS cao nhé. Cũng có một cái điều mà mình muốn lưu ý anh em, đó là ở chiếc điện thoại iPhone 6S này thì mình lại đang chưa sử dụng một cái mạng xã hội nhiều ngoài Facebook. Thì mình chưa sử dụng nhiều. Đó, thế cho nên có thể là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc là những cái mạng xã hội nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái trải nghiệm liên quan mobile của mình. Đó. Đây. Ok. Ao nhây tuổi gì?
Ơ kìa, A mini kìa. Úi giời ơi. Mình hơi chủ quan anh em ạ. Rồi, khá là nóng anh em ạ, nhiệt độ lên cao nhá. Xem nó là bao nhiêu rồi này. 38,9 độ này. Rồi, 38, 39 độ anh em ạ. À, như vậy là nhiệt độ lên rất là cao và các bạn thể thấy là cái biên độ nhiệt nó chênh lệch nó sẽ rơi vào khoảng hơn 10 độ, khoảng 12, 11, 12 độ nhá. Vậy nó cũng khá là lớn. À, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là chiếc iPhone 6s thời điểm hiện tại con Apple A9 nó cũng đã không còn mạnh nữa. Ngoài ra thì cái vỏ nhôm của iPhone 6s nó sẽ tản nhiệt, cái cảm giác, cảm nhận của chúng ta nó sẽ rõ hơn so với việc là những cái vỏ nhựa ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Ok ok. Ô kìa. Ô kìa. Nguy hiểm quá. Làm gì? Không có đam làm gì? Không có đam thì làm cái gì? Hai Elon đẩy à? Elon đẩy. Uy tín luôn. Ok. Ok, và như vậy là có thể là trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Các bạn thể thấy là FPS từ đầu đến cuối mình thấy là cũng khá ổn định chứ, đúng không anh em? Rồi, và như vậy là trận đấu đã kết thúc ở đây. Mình đã kết thúc việc test game Liên Quân Mobile trên chiếc iPhone 6s thời điểm đầu 2023. Và đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là nó chơi vẫn khá là ổn trong cái trải nghiệm này. Còn không biết anh em thấy như nào. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là nhiệt độ rất là cao anh em ạ. 39 độ, đến 39 độ. 39, 40 độ rồi. Như vậy thì độ rất là cao, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì con Apple A9 thời điểm hiện tại nó cũng đã không còn mạnh nữa. Thứ hai, chiếc iPhone 6s của chúng ta thì nó cũng đã già cỗi theo thời gian rồi. Một chiếc điện thoại ra mắt 7 năm tuổi, sáng năm thứ 8 rồi thì nó cũng rất khó để có thể là trụ được, đúng không anh em? Nhưng như vậy cũng là rất là đáng hoan nghênh. Đặc biệt hơn nữa là cái mức giá thì hiện tại thì nó chỉ còn khoảng 7 triệu cho đến 8 triệu thôi. Như vậy là chúng ta đã sở hữu được một chiếc iPhone 6s rồi. Đây là phiên bản 64GB nhá. Nhưng nếu như anh em không thích một cái màn hình nhỏ 4,7 inch, không thích một viên pin yếu thì anh em không nên lựa chọn chiếc điện thoại iPhone 6s nhé. Anh em hãy lựa chọn những chiếc điện thoại khác ngon hơn, ví dụ như những chiếc Android cũ anh em có thể săn được trên thị trường. Không biết anh em thấy trải nghiệm này như nào và thấy chiếc điện thoại iPhone 6s thời điểm hiện tại như nào, hãy để lại comment dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.